Sáng ngày 23 tháng 12 năm 2023, Ban Dân vận huyện ủy Tân Lạc tổ chức hội nghị tổng kết chương trình kiểm tra, giám sát về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023. Đồng chí Bùi Thị Tự, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện chủ trì hội nghị. Trong năm 2023, công tác điều tra, giám sát về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 tại huyện Tân Lạc có 4 xã, đó là xã Ngổ Luông, Vân Sơn, Quyết Chiến, Lỗ Sơn. Đối với xã Vân Sơn, tổng nguồn vốn kinh phí của chương trình thực hiện là trên 1 tỷ 700 triệu đồng. Dự án hỗ trợ bà con phát triển chăn nuôi, trồng trọt. Trong đó, dự án thực hiện duy tu, bảo dưỡng 8 công trình bị hư hỏng với tổng nguồn kinh phí thực hiện là 398 triệu đồng. Đối với xã Ngổ Luông, tổng nguồn vốn kinh phí của chương trình thực hiện là trên 1 tỷ đồng. Dự án hỗ trợ bà con trồng rừng sản xuất và nuôi lợn bản sinh sản và đầu tư xây dựng 3 công trình nước sạch, 1 công trình làm đường tại xóm Luông Cá với tổng nguồn kinh phí thực hiện là 288 triệu đồng. Đối với xã Lỗ Sơn, tổng nguồn vốn kinh phí của chương trình thực hiện là 214 triệu đồng, hỗ trợ bà con tập trung phát triển nuôi lợn bản địa. Đối với xã Quyết Chiến, tổng nguồn vốn kinh phí của chương trình thực hiện là 220 triệu đồng để thực hiện duy tu, bảo dưỡng 6 công trình bị hư hỏng trên địa bàn xã. Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Bùi Thị Tự, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đánh giá cao các dự án, tiểu dự án thuộc chương trình được thực hiện tại 4 xã có kết quả đáng phấn khởi. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan ban ngành về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội từ huyện đến cơ sở tiếp tục làm tốt công tác dân vận trong nhân dân và các dân tộc trên địa bàn, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ tổng kết chương trình để kịp thời nắm bắt những khó khăn của các địa phương, có giải pháp tháo gỡ kịp thời.